tôi sẽ làm món quà hoàn hảo tặng mẹ nè. Và bước cuối cùng nữa. No. Ôi, tuyệt vời quá. Wow. Và đây là món quà của mình. Ôi không, mình đã làm gì vậy? Để mình giúp cho. Thầy ướt đó. Ô không. Ủa, làm sao đây? Mình biết rồi. Xin chào ông phù thủy. Cháu cần ông giúp đỡ. Ta có thể làm gì cho cháu đây? Cháu muốn điều khiển được nước. Cảm ơn rất nhiều ạ. Được rồi. Tốt lắm. Yippee. Aha. Cậu đã cứu được món quà của mẹ. Rất sẵn lòng. Dừng lại, dừng lại. Không đời nào. Ôi, xin lỗi. Được rồi, có ngay. Đúng. Được rồi. Ghê quá à. Cháu không thích bông cải. Để đó đi. Tuyệt vời. Cảm ơn nha. Ôi không, xe của mình bị hư rồi.
Cháu cần ông giúp lần nữa. Ừ, được thôi. Không, không, không. Cái gì thế? Wow. Đi nào, đi với cháu nào. Không đời nào. Tuyệt vời. Bắt đầu thôi nào. Khổ biết. Cảm ơn cậu nhiều nha. Yippee. Tuyệt vời. Hả? Lộ ma thuật của ta. Hả? Không đời nào. Chúng ta phải bắt hắn thôi. Được hiếp. Ta với nào. Hả? Này đứng lại. Thứ này không ngăn được mình đâu. Tuyệt vời. Tuyệt quá đi. Nhìn nè. Nó sẽ giúp cháu chạy nhanh hơn đó. Đợi ta với nào. Đi thôi nào. Là không. Thôi nào. Để cháu giúp ông nha. Ta không tái phạm nữa đâu. Xin tha lỗi cho ta. Ăn trộm là không tốt đâu. Được rồi. Cảm ơn nha. Mình thích giúp đỡ mọi người.